Xin chào tất cả mọi người và hôm nay chúng ta sẽ đến với bài Flashback của lớp Mantle với ca khúc Có gì có đâu, và chúng ta sẽ có 4 tổ hợp và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với tổ hợp đầu tiên. Rồi mình sẽ đếm theo nhịp chậm nhé. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 1, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với tổ hợp 2 nhé. Và đó là đoạn kết thúc. Chuẩn bị. Từ nay Lâm sẽ dừng ở đây. Mở ra 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, dừng. 5, 6, dừng. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, nước. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta sẽ tới với phương bằng số 3. Mình vừa kết thúc ở đây. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xoay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sơ đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 8, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta sẽ tới với phân đoạn cuối cùng là phân đoạn thứ tư. Bây giờ chúng ta hôm nay chúng ta vừa kết thúc ở đây. Sẵn sàng. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 9, 5, 6, 7, 8. Đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xoay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, làm lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, làm lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,